Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Moba Việt. Vâng, hôm nay mình sẽ chơi con tướng Anid, một cô bé rất là dễ thương của Liên Quân Mobile. Và đây là tướng hỗ trợ đầu tiên của Liên Quân Mobile. Hôm nay mình sẽ chơi trong trang phục là nhà chiêm tinh. Một cô bé rất là dễ thương. Một cô bé người lùn. Rồi, đội hình team mình thì đã khóa hết rồi. Đội hình sẽ không có tăng. À, có Ginder đây rồi. Úi giời, ông Ginder ông lại đổi sang Butterfly, ông khóa luôn. Rồi, trận này thì khá khó chơi rồi, khi không có một con tướng đỡ đòn nào cả. Team bạn thì lại có Ginder không chế cứng kìa. Rồi không sao, đây chỉ là một trận đấu đánh thường thôi. Đánh thường thì mục đích chính thì là giải trí thôi. Và luyện tay trước khi các bạn đấy vào đấu hạng. Chính vì vậy thì rất nhiều bạn cầm la cờ đó thông thạo yết rồi mà vẫn đánh thường. Vì đánh Nagroth phải luyện tay. Mình thì rất ít khi đánh Nagroth, bởi vì cái kỹ năng của nó là bay ngược, mình không thích kẹo nào. Đánh thì cũng khá được nhưng mà nó ngược với các con khác quá. Dùng quen Nagroth thì dùng các con khác nó gượng tay. Mà mình thì lại phải chơi rất nhiều tướng rồi. Trận này sẽ đi hỗ trợ cho bạn Violet và bộ đôi Violet Alice sẽ vs với nhau. Ôi, thôi, 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 thôi 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 thôi, đoán sai hướng nó rồi. Rồi rồi, mình ghen thế nhỉ, ném trúng đầu mình này nào, ném trúng hai thằng chưa, mất nhiều máu chưa. Ở đánh Alice này thì quan trọng nhất là cái chiêu một của nó rồi, dùng thật chuẩn xác. À, Alice team bạn thì đã bị cấu rỉa máu gần hết rồi. Alice team bạn cứ cấu rỉa máu mình trong khi Alice team mình cứ cấu rỉa Alice team bạn đó. Alice team bạn liên tục bị làm choáng, khả năng cao là phải phù về rồi, phì rồi, vẫn cố farm kìa, ăn một quả choáng thôi là nằm xuống rồi. Rồi, choáng không? Không được rồi. Không chết, không chết, không chết. Wow. May quá, trụ nó không bắn. Là trận này mình sẽ gọi là lên đồ theo kiểu chôn game. Món đồ đầu tiên thì mình sẽ lên cái dao gươm sấm sét. Rồi lên full AD luôn. Đồ đánh thường thì phải chôn game thì nó mới vui. Đánh thường mà còn đánh lên đồ chuẩn nữa thì mất vui. Lâu lắm mà không đánh con Anit rồi đấy. Ồ, đi cứ vướng vướng thế nào ấy. Vừa đấy tập và lâng mấy quả tạ mà nó cứng tay rồi. Wow, tìm bạn. À, đây tìm bạn hổ báo ghê. Giết luôn thằng Anit đi, giết nó đi. Rồi, được rồi, ai mạng cho AD thì mình quá xanh rồi. Rồi xong, té được rồi. Đồ lên được cái song đao rồi, sắp lên được cái đồ gươm sấm sét rồi. Anit là một tướng thuần hỗ trợ, vì vậy các lên đồ của nó là lên đồ theo kiểu là hỗ trợ cho team. Ở
Ở trận này mình sẽ lên đồ chôn game luôn. Nhưng mà vẫn là rất là hồ báo, bởi vì team mình có lợi thế rồng và ba mạng rồi. Giết luôn Anit nó. Bắt luôn. Bắt luôn, có ai ra bắt nó không? Thôi Kilixi không hiểu ý tí nào. Tấn công, bắt luôn Anit này. Anit tìm bạn định làm gì? Một phát choáng ba thằng, quá hay luôn. Một chú rồi, hai chú, hai chú, ba chú. Tìm bạn mất ba mạng trong pha này. À, làm choáng Anit tìm bạn kìa. Kilixi cẩn thận, teo mạng bây giờ. Ăn được cái bùa xanh rồi, quá sướng luôn. Vì mình lên đồ kiểu này sẽ không có mana để đánh được cái bùa xanh, đó là một cái điều rất là vui sướng. Kìa, Ginder không dám nhảy vào trước cuối à? Lagrot rất may là mắn, chết rồi. Tưởng thanh niên này may được mãi. Tìm mạng rất là đông. Giết thằng Ginder. Quy yếu đi là nó chết rồi. Chiều cuối của Alice có khả năng làm chậm rất là tốt. Cứ đặt vào vị trí chân các tướng địch thôi, càng đông càng tốt. Rồi sẽ một pha rình rập của mình và Lacrosse bắt luôn. Bắt luôn thằng Gina, chết rồi. Úi dồi ôi, Lacrosse tìm bạn kìa. Rồi Butterfly thì mình khoáng hết. 4 mạng tìm bạn nằm xuống. 12-2 rồi. Không còn gì để mất nữa. Tìm bạn đã đầu hàng rồi. Tôi chưa nên được bao nhiêu đồ vì cái nên đồ chôn game thì tìm bạn đã đầu hàng rồi. Và một trận MVP cho mình.